dính dính hai ba cần luôn rồi. Dính nè. Rồi, kéo đi, không sao, chắc dính hai ba cần luôn các bạn. Mừng quá, dính cá mà mừng quá, dính cá mà vô quá mừng. Có ai đi câu cá dính cá mà vô quá mừng không? Dính cá mà vô cá quá mừng. Dính luôn các bạn ơi, dính luôn rồi, mình cần mình dính luôn rồi, nhưng quán cá giờ để trong anh quay đi rồi. Yeah. Vậy ăn nữa hả? Vậy con không chứ dính cá vậy chứ, ngồi ăn hoài. Người chá bắp có ai? Sao ăn luôn rồi? Bây giờ mày để mày không ăn, tao ăn với người ta. Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay hai anh em mình là tiếp tục đi câu cá nha. Hôm nay thì có đem 4 cây cần câu. Tổng cộng là 4 cây. Anh mình câu 2 cây, mình câu 2 cây. Với hôm nay có đem theo một ít trái cây nè. Để coi nãy có đem cái gì theo ăn nè. Ồ, có nho nè. Mắt nữa các bạn. Với lê ổi. Với hai trái chuối. Chút xíu nó gớt lòng các bạn. Hôm nay là mình có đem theo cái lồng để đặt crawfish. Mình thấy cái sông này hôm nay thì nói chung là nước rút rất là nhiều. Hồi cặp mấy gần đá này kia nọ chắc mình nghĩ chắc có crawfish đó các bạn. Kể hôm nay hai anh em đem hai cái lồng theo. Chấm gớt cái lồng mẹ. Đem hai cái lồng theo đặt thử có crawfish không các bạn. Đây là mồi đặt crawfish nè các bạn. Đây. Cái này màu gì vậy? Cái này là thịt gà. Thịt gà rồi mình bỏ một chút giống như là cái mùi soy berry, cái mùi dâu á. Ok, một lòng 3-4 cục cũng được. Nhém rớt lòng mẹ rồi, hên quá trời luôn. Quá hên quá. Còn gà cái lòng lại. Có hai cái móc dưới, gà hai móc dưới chứ. Hai móc dưới chứ. Quá hên. Vừa mới cầm cái nó rớt các bạn. Móc một cây nhỏ dưới vô trước. Biết rồi. Đây. Rồi đúng rồi nè, một lồng. Giờ mình để đây nè, giữa. Một lồng. Đây, đây là lồng thứ hai. Anh bỏ vô luôn, anh không cần tháo anh. Bỏ vô luôn quên hết sần dốt vậy trời. Anh bỏ vô luôn chứ anh tháo ngay chị. Quên nữa. Vậy là chúng rồi flip mình mới lấy. Anh em mình chơi trời đúng là dốt luôn. Thiệt tình luôn. Rồi ok. Rồi xong chưa? Thấy. Ai biết đâu thì thấy có lỗ sẵn bỏ. Thấy có lỗ mà tự nhiên mình cứ nghĩ là phải là gỡ ra mình bỏ vô đúng là thiệt. Nói chung là chưa có kinh nghiệm đặt rồi flip các bạn. Ok mà bây giờ mình biết cái chỗ này nó cũng có chứ mà là không có. Nhưng mà raw fish chỗ này nó ngon, nó trong và nó chắc thịt lắm. Raw fish là con tôm hùm đất đó các bạn. Đó, bây giờ mình qua chỗ đó mình thả thứ đi. Qua đó qua khúc đó đi. Nó mình đặt mé mé thôi, còn không cần phải đặt xa lắm đâu. Để hôm nay đặt raw fish coi mình có thu hoạch được gì không các bạn. Hy vọng hôm nay chừng kéo chừng mỗi lần lên là lên đầy cái vỏ này được. Nhưng mà tôm hùm đất này về á mình làm nó có cái món là mình bỏ bắp nè, bỏ nấm nè, rồi cái sốt của nó vô mình làm giống như kiểu mà mình xào mà giống như kiểu mà xào tỏi xào hành gì đó các bạn. Mình lên cái màu rất là đẹp tại tôm mà khi mà nó chín gọi lên màu đỏ đẹp lắm. Với lại con raw fish này á là thịt nó ngọt và nó chắc lắm. Hy vọng là hôm nay tầm vài chục con thôi. Chục con gì chứ chỗ này mình chịu đặt con cái này có phải nhiều lắm á. Ok lắm á. Chỗ này nói chung là có nhưng mà ít người bắt. Họ chỉ đi câu đa số rồi đi câu là chính. Nhưng mà mình phát hiện là chỗ này có raw fish nên đa số lắm. Thì người ta nếu mà ta bắt raw fish á là lồng này các bạn. Cái lồng này là 25 đồng, tức là 25 đô á một cái lồng. Thấy đơn giản các bạn ha, 25 đồng tức là chạy nhầm là để câu đi gần sáu khoảng 600 ngàn Việt Nam một cái lồng này.
đắt lắm, bên đây nó bán gì cũng đắt hết trơn các bạn. Rồi đây bây giờ mình mua vô cái này ha. Mình đặt đây đi, đặt mé mé đây thôi. Xích xích vô bờ chút xíu đi, không cần phải xa lắm đâu. Mình thả đại lên đi. Bữa nay có thu hoạch mới không? Cái cá đương nhiên mình sẽ câu cá, nhưng mà mình sẽ câu thả xác đây à. Rồi xác xác đây đi. Đó, có tình hình này cũng tính cạn ha. Mình thả cái chai này luôn đi nha. Ừ, bỏ nó đi. Cạn nè. Không sâu à. Sâu à. Sâu không? Thấy chưa? Ô, tới rồi, tới rồi. Điện dính dây. Muốn đặt tới. Rồi, đặt mé đây một cái luôn. Lấy cái chai, dính cái chai đó kìa. Sâu quá. Đại đi nha. Đại đó đi. Tình hình này có thu hoạch gì không đi. Đó. Cái trôi đi của tôi nha. Không biết thằng trôi. Xong luôn. Trôi coi như là xong luôn á. Nó trôi rồi tôi mất cả lồng hai cái lồng 50 đồng. Hy vọng nha, không biết có trôi không. Thì không biết nhưng mà mình câu thì chắc mình quay để ý. Đó, hai chai nha các bạn. Nó trôi cũng đi chừng vô. kẹt vào đây. Nguy hiểm của bạn, nó đánh gãy chân vịt cái là coi như là tốn tiền nữa. Tốn tiền lắm, tại vừa chạy mà vừa phải quay các bạn, nó khó lắm. Nó ở trên cái bot nhỏ này nó chật rồi. Trời ơi, sống ghê vậy. Bây giờ nó chiếc tàu nhỏ này nó chạy sống quá trời. Đó, hai cái phao crawfish mình để thằng kia tình hình của nó như thế nào, có cái khả thi không. Mình thấy nước cũng sâu đó nha, thấy nước cũng sâu đó. Ừ, trong sát mé mà nó sâu đó, thì giờ sẵn thì mình ngồi đây mình câu luôn đi. Mình ngồi đây mình tình hình mình câu rồi mình thăm chừng coi ra, sợ hai cái phao mình nó trôi mất 50 đồng nữa chứ gì. 50 đồng mất công đi mua nữa đó. Ở bên đây nó bán ngay cả mấy cái trap mà để câu cua các bạn, nó giống như cái đồ kẹp bánh kẹp của mình vậy đó, giống như cái đồ nướng bánh phồng chứ không phải đồ kẹp mà nướng bánh phồng vậy, mà nó bán các bạn biết nhiêu không, 22 đến 25 đồng một cái trap như vậy, rất là đắt. Nhưng mà mình không có thì mình phải mua thôi, mình giải trí mà. Đó. Bên đây cái gì nó bán cũng rất là đắt, bán theo tiền bên đây ngán lắm. Đó. Hai cái phao raw fish của mình đó. Ngồi lát nữa cái lâu lâu mình lại mình thăm khoảng tầm chút xíu thôi mình thăm. À, nhưng mà mình câu cá. À, rồi ok, giờ để anh em lên cần trước. À, rồi để coi hôm nay coi tình hình coi như thế nào để có clip cho anh em xem cho nó vui giải trí nha các bạn. Ok. Đó, hôm nay bên kia đó là cũng có mấy người xuống ngồi đang câu bên bển đó. Đó, coi chỗ bãi xe anh bển đó các bạn, nó mấy người anh bển ngồi đang câu chờ thời. Rồi ok, để anh em lên cận cái nha. Càng cái gì đây, mới xuống cận chưa xong nữa các bạn. Nó chính nào. Chuột ơi. Chuột hả? Ủa trời, nó vừa nhấp quá trời sâu. Dính chỗ này hồi là có khả quan à. Rồi chuột rồi các bạn. Rồi xong tiếp tục, để mình ra cần chưa xong nữa. Nè mới ra được có 1 cần nè. Còn 2 cần này với cần này mình chưa xong nữa. Đây. Cũng to đó các bạn. To không? Cái là sợ cá chai vàng đó. Không, không nên nổi đâu. Không nổi. Đây chỗ này. Trời ơi, khách fish con. Khách chưa? Mới đây mà xuống cái là ăn khách fish con này các bạn. À, con này bự hơn nha. Con này trọng nè. Hôm nay á sẽ hứa hẹn cho các bạn video này kịch tính luôn. Mới xuống chưa được mấy phút nhưng mà nó lụm rồi. Đây, một em. Sao thoát. Bên kia. Rồi ăn bố cho các bạn bán.
cần phải chuyển tay luôn. Còn, còn ăn đi dính dính nhưng mà không biết cá to không, nhưng mà dính rồi. Cá này cũng nhờ nếu khách phí cũng khách phí con thôi. Đó, nhưng mà dính rồi. Mấy anh Mỹ bên kia nhìn bên đây quá trời các bạn ơi. Bên kia đây không đụng hàng. Dính chà đã ha, có bộ ngon rồi. Xin lỗi các bạn nha, cái chị già nán nó thiệt xong rồi trời. Rồi thao nó gà thả luôn đi. Trời ơi, đang nó giật nhấp nhấp kiểu là nghi lắm rồi. Rồi vô tới trong nữa rồi. Ê, đưa cái kẹp đi, đưa cái kẹp đi. Ok. Dính nào. Dính nào. Trời, cá trắng. Cá trắng. Nguồn bên mình của mà cần mình đi, nó dính vậy nó lủi đá luôn. Thiệt tình. Để lát con nó chạy ra không? Đang xả con nó chạy hơn. Chứ cá thì cũng to đó. Nó có khác biệt gì không đi. Hy vọng cái nó xả ra. Nó lũi đá cũng thua luôn. Nó còn ngắp nữa kìa. Ủa, nó ụt đằng kia đung. Ghê hồn. Nó còn giật luôn nè. Thì nó dính, nhưng mà con cá này dính chỉ dưới đó. Con chỗ đó là dính đá khó ăn lắm. Đá trong gần nó dữ lắm, băng xuống lạnh lọt luôn. Nó chui khe hay quá. Đâu, nó cạnh đây cạnh, ngắm ha. Dính nè. Dính đá hả? Dính đá, cái nhỏ. Hay chui đá hay thiệt chứ. Bứt luôn phía sau vậy. Cái này quăng lọt chì vậy. Chắc quăng lọt chì mà nó ăn á. Đứt rồi. Ồ, nó ụt không kia. Đục đó. Đừng có quan sát quá đứt chì hết, chuyển nổi. Đứt chì các bạn ơi. Đứt chì rồi. Kệ đi, hồi. Ăn này nè bạn. Dính luôn các bạn ơi, dính luôn rồi, mình cần mình dính luôn rồi, nhưng con cá bây giờ để trong anh quay đi rồi. Dính rồi. Ủa, không thấy được. Chạy dạng, chạy dạng các bạn. Được rồi. Đây. Bị gối dây trên này, chắc nãy cầm nãy bị gối dây trên. Dữ vậy. Còn rồi, gì vậy? Đây, đưa cái đầu qua đây, Ôi, hết rồi. Dính rồi. Còn dính các bạn. Hy vọng đừng dính cả chị Giang. Ô, cặp vít. Giờ dính dây luôn vậy đó. Dây vậy. Dây đây, câu đây nè. Dây mày đó luôn. Ừ. Rồi, ok. Rồi, chung thủ dở đi. Ok. Có ăn không? Còn có ăn cái các bạn. Nó nhìn gì bị cần các bạn thấy không? Nó nhìn gì bị cần đó. Vô, khỏi chạy. Giật dưới này là khỏi chạy. Đừng nói cái chị vàng nữa nha. Không có đâu. Không có đâu. Nhỏ. Chị vàng kỳ cục vậy. Chị vàng. Trời ơi bà con ơi. Coi nè, con nào nấy chào bá lửa luôn. Tới con luôn. Những hướng câu ở chỗ này mà nó kỳ vậy. Trời ơi, nó ăn. Thiệt tình. Thằng ai nó luôn chứ. Cái kìm nó rồi.
kìm đồ ăn cái tới tới chỉ vòng luôn. Nó biết lưỡi câu đâu luôn rồi. Cá này nó ăn sâu lắm, cái lưỡi nó ăn nó nuốt không à. Rồi thả nha các bạn. Quá trời, sao cái ổ này sao nó giờ dính lần cái chi vàng nhiều lắm. Rồi tiếp tục chờ đợi. Đây để ăn cần trắng này coi. Ăn cần trắng của mình. Ừ, nè. Nè, nó rẻ nè. Nè, ở đây mình cần bắt này. Chưa chưa. Rồi. Dính rồi, dính rồi đó. Cậu đứng cả. Yeah. Yeah. To nha. Xả xả một bên, xả một bên. To nha. Lôi yeah. Lôi anh nãy nó qua đây, nào qua đây. Ừ nãy nó qua đây. Từ từ. Có vội, đừng có vội. Dính dính cá to các bạn. Chờ đợi sớm giờ chờ đợi dính cá to các bạn. Ủa, nó kéo kìa. Nó kéo một quyền ra ra luôn rồi. Đó. Ghê chưa? Kì quá. Tổ nó giật kìa. Trời. Cá là to rồi, cá là to rồi. Chạy làm cho nó mệt đi, không sao hết trơn á. Dìu nó. Dìu nó. Nó mạnh lắm. Dữ ha. Dính cá lớn à, dính cá lớn à, vô rồi, vô rồi. Vô. Giờ này vô rồi. Cũng bên đây nữa nè, bên không đây. Phải đâu, bên đây nó dính dính. Dính dính hai ba cần luôn rồi. Trời ơi, dính nè. Rồi, kéo đi, kéo đi, không sao hết trơn. Dính hai ba cần luôn các bạn. Không không, đưa. Rồi, rồi. Lên chưa, lên chưa? Ghê không, ghê không? Ghê, khá là bự. Ghê không, ghê không? Rồi nó xả kìa. Đang dính cái cần này nữa nghe các bạn. Đang dính thêm cái cần bên đây nè. Con cá bây giờ này mình bắt không được đâu, mình bắt con cá bự này trước. Giờ mình bắn cá bự này trước mới được. Câu cá lớn dữ lắm luôn. Trời ơi. Đó, lên lên đó các bạn, lên đó các bạn. Đó, cá cũng khá to đó các bạn. Mạnh lắm. Đó, đó nó chưa nó xả không? Chuẩn bị cái vợt. Rồi, có vợt kìa, có vợt kìa. Chà, cũng to nha. To, to. Chà, trời ơi, cá kìa. Trời ơi, cá. Cá quá trời, cá các bạn. Từ từ.
trời, cá vô cá bạn. Vô rồi. Vô cá to. Ủa nó mạnh. Mạnh thế thương luôn. Sẵn bắt cái cần luôn. Để nó đi. Bắt cái cần luôn, cái cần này đang dính nè. Nó con cá bự nữa. Không biết là thấy cũng nặng cần á. Còn dính không? Nhẹ vậy. Về chắc sảy rồi. Hồi nãy nó dính nó kéo cần. Dính rồi. Nãy dính rồi, nãy gì? Thôi tập trung con này nè. Trời. Con này bằng không bữa hổm luôn á. Vô coi, vô coi. Vô coi. Rồi bỏ cần quăng bên đi. Quăng bên lúc kia đi. Đó nó đổ đang tới trong luôn, cá này đang tới trong luôn. Dính vậy hết trơn rồi. Không sao đâu. Kéo 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 cái cần lên. Kéo kéo trời nó qua. Làm hướng nào? Vô đây từ. Ồ, kéo đã. Đưa cho các bạn xem đây. Đây. À. Quá to luôn. Cầm hết người ta hấp hết tay bạn ơi. Không tay, tay không hết. Nè. Ồ, quá trời cá các bạn. Quá trời cá luôn. Nè. À, vô. Cái là có kết quả. Cá đang sâu lắm á. Đang sâu lắm á. Cá này ăn sâu rồi. Ừ, đang sâu lắm, đang mang mép đang sâu nên ra là không có vụt được. Mà nó mạnh lắm. Cần này chịu lực dữ lắm luôn mà nó kéo mà nó xả bobin đung 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 nhá. Hồi nãy cần này cũng dính nó nè, hồi nãy giật là dính rồi. Mình lo tập trung một cần được thôi. Trời ơi, cá hết hồn luôn. Coi nè. Quá xứng đáng luôn ha. Đủ rồi. Đừng quên ngồi dính nữa. Đợi sớm giờ bạn câu, sớm giờ chắc khoảng 4 tiếng nữa các bạn. Sớm giờ bạn tưởng bữa nay là câu không có cá luôn rồi. Mà cá bữa nay ăn khôn nữa, nó ăn nhít nhít không à. Có con này nãy nó ăn cũng nhít 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 rồi mình giật đại mà sao thấy nó nặng, mình giao cho ông anh mình kéo luôn. Cái gân của nó nè. Không đâu. Cái đồ nè, cái xả dây ra xíu. Nè, mà gân nè. Bật gân ra coi. Nè, cần nè, cho các bạn coi nè. Nè, hàm đá nữa các bạn. Hàm đá đó. À. Nó mà chạy cướp mà là yếu yếu là nó khứa một cái là đứt luôn, đứt dây hết, nó nguyên cái hàm đá là hàm trên hàm dưới nè. Đó. Giờ nó vẫn còn mạnh. Rồi ok. Chà, lỡ lưới cực á. Rồi nằm nó đi, dễ gỡ hơn. Đây chật quá. Lên hàng nha các bạn. Rồi. Ok, tiếp tục để mình kiếm thêm con nữa coi. Ủa okay, can rồi đó kìa. Có không, có không? Bỏ coi. Hồi dính không, dính không? Dính à? Dính. Đừng nói chơi vàng đó nha. Không, không chơi vàng. Con này nó kéo nè, nặng mà, nặng tay hơn chơi vàng mà. Hy vọng phải là chơi vàng. Ủa, khá fit các bạn. Vô catfish, trời catfish, ngồi đợi nãy giờ catfish, mới dính được con khách phía đó các bạn. Catfish. Nãy giờ dính toàn cá chay vàng không muốn nản luôn. Hết vậy. Trời, cứng quá vậy. Cứng không? Ồ nó ăn vô mép. Bởi nó ăn qua cái hàm nó cứng quá. Catfish con. Catfish. Nãy vậy được sao? Hôm nay catfish con quá trời luôn nè. Hôm nay catfish con nhiều. Quá trời quá đất luôn. Ngồi mình câu một lát thì bao đảm là dính catfish con nhiều lắm. Ừ, nhiều lắm. Mà chơi vàng cũng nhiều nữa. Kéo khác nặng tay mà nó khác con cái chơi vàng nè. Cái mồi nhỏ nhỏ thôi. Mồi nhỏ nhỏ thôi, nó dễ ăn. Rồi tiếp tục ra cần. Ok, chờ đợi nha các bạn. Ok, căng. Câu bên đây đang luôn nè các bạn, mình đang cần mình đang. Ủa cháu về à? Ờ nhưng mà thường cầm đây ăn luôn chứ. Dính. Nằm tay nè, không phải cá chê về. Đâu phải cá chê vàng đâu. Trời ơi trời.
Nè 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 mấy bạn, đây đây cả nhà bánh đang này. Nè đó đó, bánh đang này. Đây kéo luôn cho. Rồi dính nè. Dính đây. Dạ, cái này khác à. Này khác à. Cần chữ O nha. Cần chữ O nha. Cần chữ O nha. Hy vọng là phát khách cá chê vàng nữa. Không, nặng tay lắm. Không dám nói khách phít là quá to, nhưng mà là cá này nó trọng trọng thôi, dạng trung trung á. Khách phít con nhưng mà dạng trung á. Khách phít mà các bạn chắc nặng cặp tay rồi xong luôn cái chai vàng luôn các bạn ơi. Đố hay quá. Vô ổ luôn các bạn. Vô ổ. Ok luôn. Đố ngày quá, đố như này vậy như 21 khách phít chứ đố còn là không thấy. Rồi mừng quá vụt nó luôn bạn ơi. Này ham hố cho khách phít, không ham hố chai vàng nên ước mơ. Đó, sớm giờ mà cá này mình chịu bắt là nhiều lắm các bạn. Nhiều lắm. Trong cái kìm. Chứ này không kìm là không gỡ được, quá sâu rồi. Sâu quá. Ăn một cái là ăn lút lút lưỡi trong luôn mà. Nó cần cần nhỏ ăn như đây kìa, cần nhỏ nhít nhít nữa kìa. Kìa kìa, cần nhỏ nhít nhít nữa kìa. Không kịp gỡ cần luôn. Có không? Có không? Ăn, ăn, ăn. Ăn, ăn. Dạ, còn đó, còn đó. Đóng đi, đóng đi. Ăn rồi đó, đóng đi. Đó, nó ăn giật 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 đó. Dính không? Dính. Nhưng mà không biết cái gì, anh dám nói. Anh dám nói rồi. Dính, dính. Nhưng mà thấy nặng tay đó nha. Nặng tay nữa. Cậu hôn con cá chê vàng nha các bạn. Chà bá luôn. To. Thôi nghe ổ này sao á. Quá trời vậy. Chưa kịp gỡ con này. Rồi gỡ nó đi. Nặng khí thế luôn. Nán luôn á. Không mong, cái con không mong thì nó trở lại. Sâu quá trời, trời ơi. Thôi gỡ đi. Rồi để mình ra cần câu tiếp nha các bạn. Nha. Vậy ăn nữa hả? Nhà con không chứ dính cá vậy chứ, ngồi ăn hoài. Người chá bắp có ai? Sao ăn luôn rồi? Trời, chá bắp không ăn rồi nè các bạn. Rồi giờ không ăn luôn chá bắp của mình luôn. Không chơi giờ vẫn chơi được đó. Tại vì rồi có cá, cái đói bụng. Giờ không ăn hết rồi. Vì chỉ còn hai trái cam mà không ăn à. Nãy giờ đem nguyên cái bọc trái cây không ăn muốn hết luôn. Thua. Để bắp lạnh không ăn ngủ. Thua. Thua luôn các bạn. Thua luôn. Ăn cho nó có chất, có sức cá. Ăn bắp này ngon nha, nó ngon. Bắp lào vậy đó. Nghe nhà nó bắp lào. Nói chung là lâu lắm mình không ăn bắp nha các bạn. Đây 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 cá ăn các bạn, cá này này cá. Mới thấy nó nhập cái gọt đi. Nào nào nó còn. Đúng không? Còn nó còn nhấp này. Ừ rồi. Ừ, bắp gì cứng quá. Dạ. Bắp cứng quá, bắp lào nó thấy cứng quá. Đang ăn nó buông luôn rồi. Ừ. Nó còn. Rồi hụt rồi, không dính rồi. Rồi để lên thay mồi một cái. Dính. Cái gì? Ngon quá. Cái gì là nguyên ổ nha. Hy vọng sao nặng mà. Dụt cái gì rồi? Dụt hả? Mừng quá dụt rồi. Mừng quá, những cá mà mừng quá. Những cá mà dụt quá mừng.
Có ai đi câu cá dính cá mà vụ quá mừng không? Dính cá mà vụ cá quá mừng. Thua luôn. Dính dây khoan đợi. Kìa. Cá ăn các bạn, cá. Kìa. Cá kéo thật. Dính nè. Không, cá cũng trọng nữa các bạn. Trọng không? Trọng, không phải trọng. Này chạy trắng này, không phải chạy vàng đâu. Chạy vàng nó giặt 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 vậy đó. Ừ, chạy vàng này nó giặt giặt. Lỡ nợ cái này cá khách fish rồi. Trọng không? Cảm giác nặng tay phải không? Nặng. Ừ, không quá to nhưng mà đủ để kéo để cảm giác feel nha các bạn. Wow. Chết tiệm cái chơi vàng. Trời ơi. Trời ơi mình nói chơi trắng không. Mà to to thiệt luôn á. Chơi vàng đây nó to quá. To quá trời to luôn nè. Thấy không? Nhìn thịt này... nhìn cũng muốn ăn lắm mà ăn không được. Không ngon. Không ngon. Ừ. Thịt nó bị bở. Đúng rồi. Nó không giống chơi vàng của Việt Nam mình đâu. Ừ. À, thịt không á. Ừ, thịt không. Chờ mới ngon. Giờ mình thấy thì nhìn thấy thì ngon nhưng mà ăn thì lại không ngon. Nên ra bên mình không ăn. Trời nó ụt sát bên đây luôn nè. Ụt vừa ụt sát bên đây đùng. Cái gì? Chính các bạn, cái cá chê nè các bạn ơi. Bự không? Trời nó ụt trong đó nè. Kinh hồn thiệt. Nặng tay không? Không được nữa, cá này chắc cũng cỡ tầm tầm nãy giờ mình câu á. À. Có tay vậy đó. Bạn bữa nay đang khôn lắm. Khôn bữa nay nó khôn quá. Này hết ngu vậy mới bơm. Này nó khôn rồi. Có kiến thức bữa nay gọi là có kiến thức. Họ cũng được. Cũng được các bạn. Ừ, nè được. Ngon lành. Đó, chứ cũng chạng chạng giống như bữa hổm nè. Về một nồi cá kho. Được, em này lên được. Có tiêu làm sao ngồi rất cách tẩm như là được luôn. Bữa nay đang khôn lắm. Khôn quá. Nhích khôn. Bữa nay nó được ba mẹ đào tạo có kiến thức. Dằn nước dữ. Được đào tạo. Em nghe nó khôn quá bữa nay. Mà công nhận bữa nay câu nó ăn nó nhấp nhiều ha. Nhiều ừ, nhấp khôn quá. Có kiến thức bữa nay vừa được đào tạo kiến thức. Nó tao đâu có ngu để cho mấy ông ăn hoài. Thiệt tình. Dính không? Dính. Kìa nó kìa nè. Dính ăn không hay luôn. Tính mua bên kia các bạn. Ừ, tính mua bên kia ăn. Ồ, con này. Ờ, khách thích luôn. Thích luôn. Wow. Tính mua bên kia rồi, tiếu cuộc là nó ăn. Dở cần đó mình kéo lên tính mua bên kia thôi. Ừ. Thấy nó nặng quá. Ăn mà nó ăn, nó không cho biết là nó ăn rồi. Bữa nay nó thành cá lười rồi. Quá trời. Lá đời với nước đổi nè. Đổi nước đổi. Ừ, đổi. Chứ mình phải mua chỗ đó lại đi cho nó ấy mình dễ theo con nước hơn. Chứ nước kiểu này nó đổ cái này về mình thả cái nước dây hàng câu nó dùng lại ăn không biết. Bể nó bị trùng dây á mà mình có cảm nhận được. Đúng rồi, nè dây nó dùng hết trơn nè. Còn nó ăn nhấp nhấp luôn. Lên à. Dính không? Dính. Cái chê quá hả? Cái chê vàng quá. Cái chê vàng sợ quá rồi. Nó ăn sâu gỡ cực lắm. Lên coi cái gì đây. Không chắc khách phía sợi đó không ấy. Chắc khách phía sợi. Cái này nặng dữ hả? Khách phía sợi. À. Khách fish sẽ không? Khách fish. Kệ. Kiếm thêm chân chục con nữa đi. Giờ ăn đóng rồi. Kiếm thêm chục con nữa coi. Tình huống nó thay đổi gì không? Nó đi ăn rồi nó rủ mẹ lại ăn à. Giờ.
Dính không? Dính nè. Bằng tay không? Không có tay gì đó. Ok, con nhỏ ăn nó kìa. Ừ, bên đây ăn nó nè. Đây nè các bạn ơi. Bắt bắt cái này cho rồi đi. Để bắt bắt cái đó đi, nó sao đâu sao. Để giật nó cái. Cá chê. Chết được cái vàng. Nè, kéo luôn đi, dính này, dính này. Dính này. Dính không? Dính, dính. Dính mà. Ăn liên tục. Cá gì thì mình chưa biết nhưng mà là ăn liên tục. Trời ơi, con chơi vàng hết hồn luôn. Quá trời con chơi vàng. Trời ơi, nè, các bạn có thấy chơi vàng hết hồn luôn á. Trời ơi, sẵn gỡ ngủ lòng thương gỡ luôn đi. Quá trời luôn. Con kia con chơi vàng nữa kìa. Con kia nó nhỏ hơn mà nó ăn mép ngoài, còn con này nó ăn cái tới trong luôn các bạn. Ăn khủng khiếp ở trong. Trời ơi, con cá nè. Quá trời luôn á. Các bạn thấy không? Bự to nè. Mà nó ăn cái ngập lưỡi luôn rồi các bạn thấy không? Vô tới trong không biết coi lại ăn tới ruột ở trong. Miệng quá trời cái miệng mà. Cái này mình cái nào mình ăn một cái mà mình thả là hết. Ừ, thả. Thả. Quá trời những cái. Dính. Dính à? Dính. Nhảy dữ vậy. Thằng nó hơi xả màu pin á, giật nó hơi tuôn. Chà, nhưng mà cũng không to lắm đâu, cái này nó mạnh thôi. Chà, cũng trọng rồi, trọng hơn cái nãy. Thôi lên nè, lên nè. Cái gì đây, cái gì đây? Ồ, khách fish con. Ồ, khách, ồ, cá bự á, cái này bự rồi. À, thấy chưa? Cái này bự nè. Còn cá nãy nè, ừ, bự cá nãy. Mà cá này nó giống như nó có bông bông trên lưng nha. Cái này white fish á, là nó, à? White fish là nó đó. Nó chặt ghê luôn. Dính chỗ này sao chạy. Bữa đang ăn khôn quá. Ừ, khôn. Đang khôn quá. Này nó ăn nó khôn lắm. Này, ha, các bạn thấy không? Quá trời cả. Đi đường sao. Chết tôi luôn rồi. Nó ăn khôn một số ạ. Bữa nay nó ăn rất là điếm. Khôn lắm. Bữa nay cá nó ăn hơi chậm. Nhờ con cá nó ăn nó nhấp không à. Chứ nó không ăn như mỗi bữa vô nó ăn là nó kéo quạt 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 cứ coi là mình đóng là dính liền. Nó khôn quá trời. Hôm nay nay sao biết sao nó khôn quá. Thấy nó ăn mà giống như thâm chừng vậy đó. Hay là mình câu với nó sợ cũng không biết. Không, chứ sao, chứ bữa nay có thể trời nó cũng mát á. Ừ. Gặp nước mà nó chảy thì sao á. Tiếp coi. Rồi, tiếp tục. Đi. Sao ngồi cũng đợi nó bự à. Rồi, sao tiếp tục chờ đợi nghe các bạn. Các em mới ăn cần này các bạn. Nó 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 coi. Nó coi, nó coi. Dính. Ồ, không dính luôn. Ừ. Giờ không dính luôn hay gì đó. Cái gì vậy? Dính. Dính không? Dính. Dạ. Không, cá này cũng phải quá to. Mà có thể. Cũng nặng á. Nặng hơn cá chê vàng á. Nặng hơn cá chê vàng nữa. Ông kéo nè, ông kéo con. Đó, giật câu nè. Cái chai vàng nào mà kéo dữ vậy? Trời ơi, con chai vàng. Chai vàng đó mày. Mà nó bự dữ vậy. Coi nè. Trời ơi, nó bự nè. Quá
khủng kiếp, khủng kiếp chơi già luôn rồi. Hiện chứ nó nặng. Mở nó nặng không phải. Không có nặng mép không sao, nặng mép, nặng mép dễ gỡ. Nặng mép được không sao. Ok. À, để mình gỡ con cá các bạn ơi. Ăn cái thế vậy? À, mình nói ăn không? Rồi tao kéo, kéo cái này đi mình. Dính. Dính không? Rồi cái che gì nó rồi nó giặt. Giặt quá mà. Cho anh cái che nữa các bạn ơi. Cái che nữa các bạn. Sợ nó quá trời luôn á. Nó giống như vậy này, nó kéo cái bầy ra lũ lên ăn tối hay sao. Quá trời cái chiên. Mà con nào cũng lấy to lắm luôn không? To, tay chứ lên to. Ừ. Phải nó nhỏ, nó con nào mà nó ăn tới trong không à. Kéo lần chừng ai trời này nữa rồi. Rồi thằng thấy ăn quá trời to luôn. Nè. Nán thiệt. Gỡ luôn đi. Gỡ. Gỡ. Mép thì mình gỡ được, gỡ lại á. Răng mép hơn nữa, răng mép. Mà thả đi. Chứ không lẽ bắt nó. Thấy nó sợ, sợ luôn. Giờ này bắt đầu chiều tối rồi các bạn. Mặt trời giờ này nó xuống rồi. Chắc mình cũng ngồi câu chút xíu nữa, chắc mình cũng giọt chắc khoảng 5-10 phút nữa. Coi coi dính cá nào đâu, chứ câu nãy giờ tao dính cá chơi vàng không. Câu lên bây giờ đen à. Dính. Dính đâu? Dính à? Dính. Dính đây các bạn. Hy vọng đừng phải là cá chê vàng nữa. Câu mép bên này nè. Ôi. Không, cả sát bình thường luôn á không? Ủa, ụt sát mệt luôn các bạn. Các bạn thấy đó, thấy đâu không? Mới ụt cá to lắm, sao đứt sụt mình. Thì nó giột luôn nha. Không, tại sao nằm hốc bên đây nè. Thôi vậy câu bên đây đi, câu bên đây đi. Chứ câu hốc nãy giờ hốc mé bên đây toàn là chê vàng không. Đó là cái ổ đó. Có kỳ ta, nãy mình câu bên đó nó cũng trái trắng nó nhiều lắm mà sao giờ này nó toàn chê vàng không à. Đó, qua đây dính liền. Thôi tiếp tục. Đây, 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 cần cần mình ăn nè các bạn, cần mình ăn nè. Cần mình ăn nè. Đó, nó ăn không. Ôi, chê vàng hay gì các bạn ơi. Dính rồi nhưng mà có chê vàng hay gì đó. Qua đây mà giờ này nó ăn bên đây. Xong chưa? Kệ nó trôi, nó trôi nước. Xong chưa? Kệ. Hả? Xong chưa? Mà cầm 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 máy quay quay cây mà đánh cá. Đánh cá. Dính à, cái gì vậy? Không biết nữa, sợ chơi vàng thôi. Nặng chắc dây vàng quá. Chắc anh chơi vàng. Trời giờ này nó cũng sập tối. 8 giờ hơn rồi. Mà nãy giờ câu bên đây toàn chơi vàng không. Giờ nãy mình chuyển qua đây nè. Mình câu lại mới câu qua đây đã dính thấy không? Chơi vàng không thấy chưa. Đó. Bên đây nè, bên đây ổn hơn nè. Đây, ổn hơn nè. Thì qua ngoài đây đi. Trời này bắt đầu tối các bạn ơi. Giờ này chắc cũng khoảng 9 giờ tối rồi. Trời bắt đầu xe lạnh rồi. Chắc bây giờ anh em mình phải rút cần về thôi. Cá thì giờ này nó còn ụt đó. Mà cá chơi vàng nhiều quá. Mà giờ này cũng tối rồi. Hết thấy đường câu rồi. Để mình tổng kết cái thành quả hôm nay mình câu nha. Đây. Cái này chắc tầm khoảng 10 con hơn. 10 con hơn các bạn. Khoảng 10 con hơn. 10 con khách tiếp con. Con nào nấy cầm tay á. Cầm tay khoảng 10 con hơn. Hôm nay nói chung là cá nó cũng không ăn mạnh lắm đâu, mà được về là cũng ok lắm rồi. Đây còn được một con cá lớn, một con cá chê to, mình còn gọc đây nè. Gần 3kg, cá này gần 3kg. Ok, bây giờ mình dọn đồ về thôi. Thôi chuẩn bị về. Thôi, thank you các bạn nha. Rồi, bye bye. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Thank you, hẹn gặp lại. Bye bye.